Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật giá cà phê và giá hồ tiêu ngày 2 tháng 12 năm 2020. Phondo TV kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây xin gửi đến các bạn những thông tin về giá cà phê trên thế giới. Thưa các bạn, thị trường cà phê trên thế giới tiếp đà sụt giảm. Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1 năm 2021 giảm đi 18 USD. Mức giao dịch là 1.383 USD trên tấn. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 thì giảm 17 USD. Giao dịch ở mức là 1.388 USD trên tấn. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng giảm mạnh. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm đi 5,05 sen. Mức giảm là 4,18%. Giao dịch ở mức là 115,65 sen trên pound. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 thì giảm đi 4,85 sen. Mức giao dịch là 118,45 sen trên pound. Kỳ hạn giao tháng 5 và tháng 7 cũng giảm mạnh. Khối lượng giao dịch cà phê Arabica trên sàn New York ở mức khá cao trên mức trung bình. Theo các nhà quan sát, giá cà phê trên cả hai sàn London và New York sụt giảm trở lại sau khi đã tăng nóng. Nguyên nhân do nhiều thông tin thời tiết không thuận lợi ở Brazil, Việt Nam và các khu vực Trung Mỹ. Đồng thời, thị trường đã có cái nhìn cụ thể hơn khi niên vụ cà phê 2019-2020 kết thúc. Các số liệu báo cáo đã trở nên rõ ràng. Các nhà đầu cơ bán ra mạnh để chốt lời. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường vào nhu cầu cà phê sớm phục hồi trở lại nhờ các thông tin tích cực về vaccine COVID-19 sẽ giúp cho giá cà phê không bị giảm sâu và có hy vọng trụ vững trong tuần này. Về tình hình giá cà phê trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê ngày hôm nay giảm thêm từ 200 đến 300 đồng trên 1 kg. Mức giá dao động từ 32.200 tới 33.000 đồng 1 kg. Trong đó tại tỉnh Lâm Đồng thì giá cà phê được thu mua ở mức từ 32.200 tới 32.300 đồng 1 kg. Tại huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, mức giá là 32.300 đồng 1 kg. Và tại huyện Di Linh, giá cà phê là 32.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay được thu mua ở mức từ 32.800 cho tới 33.000 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mờ Ga có mức giá là 33.000 đồng 1 kg. Khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 32.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ngày hôm nay được thu mua với mức giá từ 32.600 tới 32.700 đồng 1 kg. Khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai, mức giá là 32.700 đồng 1 kg. Tại huyện Chư Prong, giá cà phê là 32.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, ngày hôm nay có mức giá là 32.700 đồng 1 kg. Tại huyện Đắk Rơ Lấp, mức giá là 32.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Đắk Hà của tỉnh Kon Tum ngày hôm nay giảm đi 200 đồng và có mức giá là 32.600 đồng 1 kg. Còn giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng đã giảm đi 200 đồng và có mức giá là 34.400 đồng 1 kg. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá tiêu ngày hôm nay giảm đi 500 đồng ở hầu khắp các khu vực. Mức giá dao động từ 56.000 cho tới 58.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu được thu mua quanh mức là 57.000 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Nai, mức giá là 56.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cao nhất được thu mua với mức là 58.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu cũng giảm đi 500 đồng và hôm nay có mức giá là 57.500 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong bản tin tiếp theo.